Yeah, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tùng MG và đến với phần chơi All Survival Evo Crystal Isle tập thứ thứ mấy ta? Thứ tư. Ok, bạn nào mà chưa chưa xem những tập 1, tập 2, tập 3 thì các bạn có thể vào kênh channel của mình để xem những cái tập trước, để xem diễn biến, câu chuyện và những thứ mà mình đã chơi ở trong những tập đó, sẵn ủng hộ mình luôn nha. Rồi ok, ở tập trước thì mình đã xây một ngôi nhà cực cực kỳ tâm tâm con mẹ nó đắt luôn. Đấy đấy. Hơi bị đỉnh của đảng anh em ơi, đỉnh của đảng luôn. Đây, ở tập trước á mình đáng lẽ á, ở cái phần ở dưới này nè, mình có thể chuyển đổi thành Adobe không? Cái mod upload này nè, mình có thể chuyển nó thành Adobe, nhưng mà mình thích thì ở dưới cái nền á nó sẽ là Stone, ở trên mới là Adobe thì mình nhìn nó đẹp hơn. Adobe dành cho bạn nào mà chưa biết thì gọi là cái nhà gọi là chất liệu nó bằng đất sét hay là bằng đất nung ha anh em. Đại khái là như vậy. Cái map sa mạc thì có, bên kia có map sa mạc nè. Mình làm biến qua bển lấy á, thì mình có thể chuyển đổi mod cho phép mình làm điều đó. Chủ yếu để xây dựng cho đẹp thôi, còn mấy cái cửa này từ từ mình sẽ tính sao. Mình xóa hai cục bên đây rồi à, từ từ mà sau này mình sẽ gắn đèn vô, gắn đuốc vô này. Đẹp chưa, ôi ôi nhìn nó phát đứng liền à, chuyển qua đây cho nó đồng bọn. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục công cuộc xây nhà. À, xây nhà thì mình sẽ tính làm hai tập. Đây các bạn thấy không, cái nền này mình chuyển ở ngoài là Adobe, ở trong là Stone, ở trong nữa là Wood. Ghê không, mình gắn cái cửa chơi cửa tự động luôn rồi. Đó, đại khái là như vậy cho anh em xem. Cái này mình sẽ chuyển thành Adobe luôn cho nó đồng bộ ha. Đấy, nó phải như thế. Rồi ok xong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ, mình đã farm rồi, bây giờ mình chỉ cần việc đặt vô thôi. Ok, bạn nào mà lần đầu xem video của mình cũng như là chưa share, chưa subscribe thì các bạn cứ share và subscribe và like. Nếu mà có ý kiến gì về video của mình, các bạn cứ mạnh dạn comment bên dưới. Mình hứa cho dù chửi mình thì mình cũng sẽ không lóc các bạn đâu, mình chỉ ban các bạn thôi. Nói chơi chứ mình hiền lắm. Đây, xong ha. Thì mình sẽ xây cái tường mình thành hai làn gạch. Ok ha anh em. Đây, biến cục này luôn. Rồi ok. Ủa đáng lẽ là không cần phải biến cục này thành gạch mà đá. Ok rồi, tắt nước rồi uống nước một miếng. Hôm nay thì mình sẽ hoàn thiện xong cái nhà luôn nha anh em. Hôm nay mình mong mình có đi farm được một tí, mình mong cái số vật liệu sẽ đủ cho ngôi nhà của mình. Tiếp theo á, cái vàng này mình muốn cho cái nhà mình thoáng á, anh em hãy chơi theo cái kiểu mà cái tường thứ ba này á, cái nóc thứ ba mình sẽ nghĩ là mình sẽ làm bằng window. Window nhìn cái ngôi nhà mình sẽ sáng láng hơn rất là nhiều. À, window thì ngôi nhà mình sẽ sáng hơn rất là nhiều. Má mình còn dư 10 bức tường nữa anh em. Còn dư 10 bức tường hơi phí ha. Mình không biết có thể chuyển được bức tường này thành window không, để mình thử coi. Hình như là mình không thể chuyển được thành window. Cho nên backup nó đi, bỏ vô đây, bỏ vào đây. Hai cái này á, hai cái foundation này á, mình chừa cho mình làm cái chỗ này nè. Má, chỗ này kiểu như giải tỏa mà dân không chịu đi á, không thể cưỡng chế được anh em à. Cho nên là chúng ta để trống đó luôn. Window thì chúng ta sẽ ráp 54 cái thôi, dư quá vậy. Ráp trước, trước mắt thì chúng ta sẽ ráp 20 cái. À, sau đó thì mình sẽ làm cái nhà này á, mình sẽ xây theo cái kiểu cái mái nó sẽ là mái đổ, anh em hiểu không? Từ trước tới giờ mình xây toàn là nhà hộp không à,
Còn bây giờ hôm nay thì chúng tôi sẽ chơi cái kiểu nhà đổ cho anh em xem, cái nhà máy đổ. Máy đổ là như thế nào thì tôi sẽ làm cho anh em xem trước ha. Đầu tiên chúng ta chỗ này nè, chúng ta cần một cái hình tam giác ở đây nè, đó, hình tam giác đây. Cái máy nó sẽ chèo thẳng xuống đây, kiểu như vậy. Anh em hiểu ý tôi không? Như vậy thì nó không có đẹp. Tại sao không đẹp? Tại vì nếu mà làm thêm một cái window nó ở đó, mình muốn nó phủ hay không, anh em hiểu không? Mình muốn nó phủ một tí nhưng mà vừa khít nó thì thôi kệ, cứ cứ làm trước đi. Trước tiên mình sẽ làm slope. Slope thì mình sẽ có lớp trái và lớp phải nha anh em. À, anh nhớ nha, lớp phải cái hình nó bên đây thì chúng ta làm ba cái, ok, ba cái ha. Window đó đã xong, hiểu anh đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm rod, chứ không các anh em có thể để nhầm cái anh em, nếu mà anh em chơi á, anh em có thể nhầm lẫn với cái ram này. Nhưng mà cái ram này là để chúng ta đi lên, anh em hiểu không? Chúng ta đi cái chân lên, bước lên lầu ha, đại khái là cái gì đó. Còn cái này mới gọi là nóc nhà đây, cái rod này có thể gọi là nóc nhà, đúng không? Có, nó có hai loại dạng rod, và rod rod hình vuông và rod hình tam giác. Thì chúng ta sẽ chọn rod hình vuông để cho thử cho anh em trước, cho anh em xem mường tượng ra ngôi nhà chúng ta như thế nào. Mình sẽ cất vô ở đây đi, để ở đây rồi, sẵn lấy ba cục và đi luôn. À, xây cái nóc nhà mới khó nè anh em, tại vì cái này không phải là Minecraft, mình không thể nào mà tự nhiên đặt rồi nhảy lên, đặt rồi nhảy lên một cách dễ dàng được, nên hơi khó khăn. À, bên đây đổi đây thì nó không đúng, bên này mới đúng. Vậy nè anh em, đó rồi đó, để đây một cái nữa nè. À, anh em thấy, anh em mường tượng ra cái nóc nhà chưa? Rồi bây giờ mình sẽ để như thế này. Sao khó với mình vậy nhờ, khó khăn với mình nhớ nhờ. Như thế này nè anh em, nhưng mà mình không có tính là mình sẽ xây như thế hả? Thế mình không có tính là mình xây như thế, mình tính là mình ở ngoài cái thềm ba này mình sẽ làm một cái gì đó khác hơn. Mình thử mình đặt một cái này ở đây đi, rồi sau đó mình sẽ xây lên kiểu như vậy nè. Đấy, thấy không, anh em thấy không, đẹp không? Đó, mình sẽ xây như thế. Nó bởi vì khó, từ từ mình sẽ đặt window vô sau nha, mình sẽ làm trước như vậy cho anh em xem. À, anh em thấy, thấy được không? Rồi mình sẽ phủ xuống luôn. Cái lớp bơ này bằng stone hả? Nói chung là cũng được. À, mình không thể nào mình nhìn thấy được rồi nó có đẹp hay không, nhưng mà thôi kệ. À, rồi bây giờ sẵn đây thì mình sẽ làm đặt window vô luôn cho ngôi nhà chúng ta thoáng mát một tí. Trời ơi, mình một khi mà mình đã xây ý tưởng idea tung tóe luôn. Để cái cửa nó đi đây, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta dư một cái lớp bơ, phải không? Lớp bơ thì chúng ta sẽ để bên đây, ở đây nè, số 4. Ờ, what the fuck? Ok, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi, ở đây mới đúng. Đây ha. Từ từ anh em sẽ hình dung ra được cái ngôi nhà của chúng ta nó đẹp cỡ nào. Ở đây thì để đây một cái. Đây một cái. Đây một cái. Không. Bên đây thì có cửa, bên đây thì không có cửa. Ồ, bên này dư hả? Chết mẹ rồi, rồi sao tới? Má sơ suất quá. Ok, để đi, dừng cái không tới nổi đâu. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ làm một mé bên đây á, một mé bên đây á, thì chúng ta sẽ có ba cái, hai cái tam giác đúng không? Thì bên kia hồi nãy là bên mình làm right đúng không? Bây giờ mình làm left, left là bên trái, right là bên phải nha anh em. Làm hai cái, hai cái hai bên là sáu cái, chúng ta sẽ làm sáu cái,
sau đó drop thì chúng ta làm khá là nhiều nha. Drop thì chúng ta sẽ làm 14 cái hết luôn. Mà drop thì nhiều dữ vậy. Ui tới 60 stone lận. À, nó hơn một cái potion không ta? Ồ, nó không hơn một cái potion lắm. Ok, mình sẽ làm dry luôn chứ. Dry. Dry. Dry không đủ stone rồi, để mình lấy thêm. Mình từ từ đi, mình làm lớp xong rồi mình đi luôn. Hôm nay là mình quay hai được hai video cho anh em xem rồi đó. Hôm nay mình quay tập 3 và tập 4 luôn. Để mất công mà anh em tới giờ chưa có video thì anh em xem. Thường thường á, nếu mà mình sẽ up vào hai khung giờ, đó là khung giờ 11 giờ có thể là trễ một tí tùy theo anh em ha. Và khung giờ chiều từ 6 giờ, 7 giờ hoặc 8 giờ. Nếu mà ngày hôm đó mà trong khung hai khung giờ đó mà hả anh em chưa có video xem rồi có hiểu là ngày đó mình không up á. Ok, và bây giờ mình sẽ bỏ anh đây. Qua bỏ anh đây. Hiện tại mình còn đi học và đi làm cho nên là ra video không được sớm anh em thông cảm nha. Đây. Lên. Ui. Lên. Xây nhà chi cho cao rồi không có cái thang, không có dàn giáo của mẹ gì luôn. Mình sẽ góp ý cho ARK là phải thêm cái dàn giáo nữa. Anh em biết cái dàn giáo không? Xây nhà thường thường nó có hai cái sắt mà giống như là cái window, cái door frame á. Rồi sau đó chúng ta sẽ kiên cố định nó lại rồi đặt miếng gỗ lên, nó làm cái dàn giáo. Rồi số 5. Ừ, giờ sao lên sữa? Ui không tới kìa. Chắc là mình đem con trai mình lên quá. Không được. Thôi kệ bà nó đi. Từ từ mình edit sao hả em? Mình sửa sao? Chứ giờ tôi rối lắm rồi. Đó vậy đó. Ok. Và bây giờ tiếp tục là mình lên. What the fuck? Má giật mình luôn ấy. Sao lên cản trời. Ôi. Ôi sai rồi. Anh sai rồi. Ok, làm một cái lớp lubber, giải lubber bên đây nữa là xong. Rồi xong giải giải rớt chứ. Ok, dính rồi. Cứ thế mà chúng ta nhảy lên thôi. À xây nhà tù vãi. À, thợ thiết kế, thợ thi công quần què gì mà như thế thì chết rồi. Chết tôi luôn rồi. Rồi, sau khi mà cái mình đặt được một cái lớp bơ trên đây á thì mình sẽ làm một cái hai cái xeo linh nha anh em, hai cái xeo linh đặt tương đương đây. Tại vì sao mình không có làm, nếu mà mình làm chổi lên nó thì cũng được. Nhưng mà để mình thử. Mình không có đồ để leo lên mới cay chứ. Mình làm cái thang đi. Cái thang tên là cái gì ta? Thang mà thang leo ấy. Cái thang leo để mình rà lại cái. Mình không nhớ. Anh em chơi game này á, anh em coi tôi chơi luôn á, anh em có thể học được cái tiếng Anh rất là bổ ích. Mình biết kiểu như sơ sơ tiếng Anh vật dụng á, các kiểu á là nhờ game này đấy. Ladder là thang leo nha anh em. Mình sẽ leo lên nóc nhà luôn. Ladder hai cái luôn. Ok. Tôi sẽ đặt ngay cái cửa như thế này hoặc là ngay cây cột đi, có gì tôi leo lên luôn được. Đặt như thế này. What the fuck, what the fuck, đâu rồi? Đặt từ từ lại. Đó được, đỡ tốn. ngon được. được đó. Thế mới hay chứ.
Đâu à? Đây, ok. Rồi bây giờ tôi bay qua bên kia hả anh em? Anh em thấy tôi đi nè. Được chưa? Ghê chưa? Từ từ, tôi bay qua bên. Ơi, ơi, ơi. Rồi ok. Xây nhà cũng là một cái thú vị gì đó của game á anh em. Xong ha. Bây giờ tôi sẽ làm một cái ladder luôn. Đặt một cái xe lên ở giữa như thế này. Ủa cái này hai cái hả? Như vậy nó chậm lại anh em, nó sẽ chậm lại. Đặt một cái ở đây. Ây cha, hết rồi. Cái nóc nhà này hơi cao nha, cái nóc nhà này hơi cao luôn đó. Hơi đỉnh của đảng luôn á. Mình tiếc là mình không thể nào mà mình đổi, kiểu như nó có nhiều kiểu anh em, mình không thể nào mà đổi được kết cấu của cái window, giống như là muốn window tròn hay window vuông, cái cửa sổ anh em, cửa sổ tròn hay cửa sổ vuông, bởi vì nó khó chỗ đó. Bây giờ xuống mình cũng thối máu nè. Bây giờ chúng ta cần hai một cái window. Bên đây ba cái window, một cái tam giác, ba, đâu 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 đâu, một 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 cái, hai cái, ở đây là một cái window. Ok, làm dương dương tí đi để mất công thiếu mình nhảy lên nhảy xuống mệt. Như vậy là chúng ta window, thì không đủ đá. Ok, tôi đi farm đá một tí rồi quay lại anh em. Tôi nghĩ là gần hoàn thiện rồi cho nên cũng không có nhiều nữa đâu, gần hoàn thiện rồi. Má tôi farm đá ghiếc ở vùng này hết đá luôn. Ok, trong lúc farm thì tôi xin nhắc lại là anh em nào mà đang xem ủng hộ tôi, không cần phải donate, không cần phải cái gì đâu, anh em chỉ cần click nút like cho video này, và anh em nào mà chưa subscribe thì anh em subscribe giùm tôi, và nếu mà anh em muốn share cho nhiều người biết thì anh em share lên Facebook, cũng như là nói chuyện với mọi người, kiểu như bla mấy game quay trở lại rồi. Thì tới tận thời điểm này á, có rất 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 nhiều người còn chưa biết tôi đã qua cái kênh này. Có nhiều ông cứ tưởng là tôi bán kênh Mê Game là tôi không có làm được, tôi không, tôi nghỉ YouTube luôn, thì rất là nhiều người chưa biết, thì cho nên tôi cũng khá là buồn vì việc đó. Mặc dù tôi đã, lúc mà cái kênh này tôi làm lâu lắm rồi, tôi làm lúc mà thời tôi còn chưa có bán kênh Mê Game, anh em hiểu không? Mà tại vì tôi làm những cái video nói về tâm sự về cái kênh mới hay bla bla gì thì anh em không có vào xem. Một điểm mà tôi khá là buồn nữa. Bên Bright hả? Ok, anh em chờ tôi một tí, tôi nghiệm lại coi. Cái này nó ngược ngược, có nghĩa là bên này thì ngược lại bên này, làm 1 2 3 1 2 3. Ok, một điều mà tôi khá là buồn á là khi mà tôi không chơi ma ARK thì anh em kiểu như là không quan tâm tôi kiểu như vậy, thì cái đó là tôi hiểu, anh em chỉ thích cho ARK thôi, nhưng mà cũng đành chịu rồi. Tôi biết nói gì giờ, anh em thích ARK hơn thì tôi sẽ cho ARK, còn những game khác thì anh em không thích thì cũng không sao, chả có vấn đề gì hết. Ôi. Lên. Đặt bên đây đi. Ok. Đây. Nãy mình là quên làm cái rốt rồi. Cái rốt là cái mình đang đứng lên nè. Một cái này. Thêm một cái này. Ok, xong, như vậy là xong rồi đấy anh em. Xong rồi. Quá chí quá dữ luôn. Anh thấy tôi ghê không? Rồi bây giờ quá dư rồi. Mấy cái lớp quá dư rồi, bây giờ mình tôi về tôi vứt nó. Không biết á là trong ARK này nó có giống Minecraft ở một cái chỗ mà vật liệu không? Là tôi đang muốn một cái cột á, mà cái cột nó nhỏ nhỏ thôi, bằng bằng kiểu như cái cột giống như thế này nè ha, mà chỉ là bằng
phân nửa thôi, nó nhỏ xíu à. Không biết là trong đây có không, nữa một tí nữa tôi bây giờ tôi ra tôi kiếm nó nè. Mình cần cái lớp. Cái lớp đây. 11 cái hả? À, sao yếu vậy? 11 cái không đủ. Cái cột nhỏ. Cái cột nhỏ là pilat hả? Pilat thì không phải. Pilat là toàn cục bự không à. Cục bự thì mình chơi theo kiểu bự. Bự thì chơi theo kiểu bự tí. Bự cũng được nữa. Nhưng mà nó hơi bị vướng, nhìn nó không có thẩm mỹ anh em. Wooden fence support này là cái gì hả ta? Wooden fence support. Cái này tôi chưa biết nè, để tôi thử làm coi. Wooden fence support đây. Fan. Này bằng so, tôi thử làm cái này đi. Lớp bơ để lên đây. Lớp bơ thiếu gì để tôi biết tôi đi farm luôn. Wood hả? Ok. Rồi, ok, thử coi. Tôi lắp cái nóc nhà xong cái đã. À, giờ tôi phải đi bộ qua nè. Má nó không có cho đi trên cái khúc này anh em. Giật cả mình nữa rồi. Cái này tôi backup được không ta? Tôi nhớ là hồi đó mod mod Ultra Loot á, nó cho tôi backup, cho phép bạn backup không cần phải giới hạn thời gian, mà bây giờ nó không có cho nữa. Ôi, bây giờ chúng ta chỉ thiếu 3 cái lover nữa thôi là quá đẹp, đẹp ha anh em. Đỉnh của đảng luôn, đỉnh của đảng luôn. Số 4 này kìa. Cái này là cái gì đây? Cái này hả? Tôi đâu có cần. Cái này hả? Cái này sao ta? Cái này nó hơi khó với tôi. Cái này làm gì đây trời? Nè nè, tôi đang cần cái cột giống vậy nè. Tôi đang cần cái cột giống vậy nè. Cái này bỏ một chân được không? Hai on connect. Hai on connect là cái gì ta? Là mình đặt cái tường vô đây được đúng không? So on connect. Hai on, so on, hai. Ê ê, sao mất mẹ rồi so. Make up. Như vậy tôi sẽ thử tôi đặt ở đây. Không biết là cái này đặt chồng lên được không? Tôi muốn nó cao lên. Anh em hiểu ý tôi không? Tôi muốn nó cao lên một tí. Tôi đang tính làm gì ta? Quên mẹ này. Cái fan đúng không? Fan. Cái fan. Cái fan này thiếu wood. Ok, tôi đi farm wood một tí nữa đi. Gamma 3 cho anh em dễ nhìn. Học này là hoàn thiện xong cái nhà là tôi chỉ cần xong cái nhà là tôi đem đồ vô là ok hết ha nè. Rồi tôi trang trí thêm một số thứ nữa, ví dụ như bàn ghế trước bàn sau, bla bla bla. Trời ơi nhìn đẹp lắm, anh em yên tâm, anh em tin tôi. Rồi bây giờ tôi rớt này rồi. Bỏ 300 gỗ hả? Ok được rồi. Còn metal rất là nhiều. Ôi nhìn đẹp vãi cái đấy. Tôi sẽ tính xây thêm một thứ nữa, đó là kiểu như một cái ban công á, thì cần phải có đồ che nắng cho mưa đúng không. Tôi sẽ xây một cái shelving, có nghĩa là một cái trần nhà nó nằm ngang nha anh em, nằm ngang như thế này nè. Khoan, tôi có một ý định ghê hơn nữa, tôi có ý định táo bạo hơn nữa, anh em chờ tôi suy nghĩ. Như thế này hả ta, kéo lên như thế này qua đây, hoặc là tôi sẽ như thế này, tôi sẽ xây một cái lớp á, cái lớp là cái trần nhà xéo á, xéo lên như thế này, rồi sau đó tôi chĩa xuống đây. À, chỉ không đỉnh của đảng không, để tôi thử lớp tôi còn không ta.
Lớp tôi còn không? Nếu mà lớp tôi còn thì quá đẹp. Lớp hả? Ok, bỏ này. Qua này. Trước tiên tôi làm cái fan trước đi, thử coi là nó có cao hơn không. Tiếp đó tôi làm lớp. Tôi làm khoảng chừng hai cái lớp thôi. Tôi thử trước, tôi cần phải thử trước. Mất công làm nhiều, tốn kém. Giờ chúng ta tiết kiệm chi phí. Cái fan vô đây. Hai cái fan là đẹp. Thử coi nó có cao lên không, tôi chồng nó lên. Được nghe, cái này được nghe, cái này được à, cái này được à, được rồi, ok, mày chết với tao, mày chết với tao. Rồi, ok. Rồi, để tôi thử nha, tôi thử tới cái lớp. À, không có đồ để connect luôn anh em ơi. Không có đèo đồ để connect luôn. Nó bây giờ xây xác vô đây hả, sao được. Tôi muốn connect nó. Sao kiểu như tôi muốn xây giống vậy nè. À, tôi xây xéo xéo lên như thế này nè. Nhưng mà không có đồ để connect, nó cay. Xeo linh. Tôi sẽ dùng xeo linh để bắt điểm đó. Tại vì trong xây như thế này á, anh em không thể nào tự nhiên xây ngang được. Anh em cần phải bắt điểm đó. Phải có điểm để cho nó bắt vô. Như thế này đây. Ờ đó như thế này. Ở giữa này thì không có xây được. Như thế này là phải cho nó bắt điểm vô. Anh em tưởng tượng ra tôi tính xây cái gì chưa? Không biết là tôi nên xây giày hay là nên xây kia. Tôi nên xây giày hay xây ngang ha anh em? Tính xây ngang như thế này nè. Tính xây ngang như thế này nè. Tại vì ở trên, nếu mà ở trên nó là máy máy dọc rồi mà bây giờ tôi còn dọc theo đó, thì nó rất là xấu, nó rất là hư cấu. Nó rất là kiểu như nó không đều. Ừ, vậy tôi nghĩ nó sẽ đẹp hơn. Buồn già quá. Ok, tôi xây dọn, tôi xây ngang luôn, tôi không xây ấy nữa. Đầu tiên á, thì tôi sẽ làm thật là nhiều xeo linh đi. Xeo linh đây cần stone. Ok, chắc là chặng đường đi farm stone của tôi nó ấy ấy rồi, nó bị nghiêng mà tôi tưởng là nó bị nó ngủ. Ok, và bây giờ tôi đi farm stone ha. À, tí nữa tôi sẽ quay lại với anh em sau sau khi mà tôi có nhiều store. Ok, mình farm xong rồi anh em. Xong ở đây có nghĩa là con trai nó cũng đầy mà mình cũng đầy rồi, giờ về thôi. Mình chỉ farm đá thôi, gỗ thì không biết như thế nào, chạy chờ nó đi về đi tính tiếp. Nãy mình giết cái con Tropico, ủa tại sao nó lại có màu đỏ đây? À, riêng đây bồ là cái gì ta, cứ vứt vô hết đi, mất công nặng. Mình có giết cái con cho cái gì mà con Sam đó, dưới biển á anh em, thì nó cho mình đồ. Lớp bờ sailing chứ, mình đang cần sailing, ráp được 12 cái là cũng ok. Ok, vứt qua đây. Bây giờ nó không cần phải lượm lại từng món nữa anh em, anh em chỉ cần giục ra ha, bấm nút E một cái là lượm lại hết à. Cũng khá là tiện. Slopper bỏ đi. Để coi coi xong chưa. Thôi đứng đó đi em. À, khát nước nữa, mệt thấy sợ, vùng này nóng lắm anh em. Mình sẽ nâng cho mình lên máu đi. Ok, máu hơi trâu một tí. Mới này level 94 rồi. Trước tiên mình sẽ đi lên đây.
Sau đó là đi demolish cái này. Sau đó đi lên đây. Sau đó là đi demolish cái này. What the fuck? Khốn nạn thiệt. Ôi, nhảy qua đây, nhảy qua đây. Ôi, nó lắc, nó lắc. Ôi, ôi, ôi. Má, cay thế nhờ. Ôi, rồi làm sao? Giờ mình làm lại cái lớp bơ chứ làm sao? Mình có sẵn cái lớp bơ hay quá mà. Chí quá à, mình đón hết rồi. Tại anh em diễn cho anh em xem cho nó vui vậy thôi chứ. Mình tính hết rồi. Đó, thấy không? Để nó phí. Diễn cho anh em cho vui á mà. Đó, thấy không? Ở đây nè, tôi đứng lên đây tôi xây luôn cho nó đẹp nè. Tính hết rồi. Đó, tôi đứng lên đây nè. Tôi như thế này nè. Xây ở đây không được nha anh em, xây ở đây không được. Chúng ta phải xây làm sao mà cho nó đừng có vướng cái cửa. Anh em hiểu không? Đừng có vướng cái cửa thì như thế nào đây? Tôi đang tính nè, tôi đang tính. Như thế này nè. Làm gì với cái khoảng trống này anh em? Tất nhiên là sẽ xài lớp bơ liền. À, anh em hiểu không? Rồi đây tôi xây ra. Bấm đây cái lớp bơ đúng không? Lớp bơ. Lớp bơ. Không cần chúng ta không cần thấy cái tay có cái tam giác nha anh em, nó sẽ tự bắt điểm. Nếu như vậy thì cái nhà tự nhiên nó chướng khí, nó nhô lên đó ăn khúc, nó hơi bị theo anh em nghĩ là tôi nên xây quơ ở đây ha. Tôi xây một cái quơ thẳng đứng như thế này hay là tôi xây cái lớp bơ cho nó xéo? Nếu mà xây lớp bơ nữa thì nó rất là nó sao ta, nó tù lắm anh em, nó kiểu như nhà có một kiểu à, không hay. Xây quơ thì còn dư được. Tôi sẽ xây như thế này thử coi anh em ok không. Đó, tôi xây một cái hiên như thế này nè. Ở đây tôi làm một cái phi lá là đẹp. Ây ơi, cái lần gì? Đứng đây nhảy lên được không? Không được thì thôi, không được thì thôi. Khó nhau chứ. Tôi sẽ xây một cái quơ ở đó đi. Rồi lỡ xây đây rồi sao lên được trời. Xây làm tuổi trẻ. Đó. Đó, ok chưa? Nice chưa? Đó. Ui. Cái cầu thang tôi còn để đây không? À, còn cái quỷ này là sao đây ta? Bố mày hơi bị cay rồi đấy. Má, cay thế nhờ. Mình lấy cái hàng rào luôn. Mình lấy một cái thang đây. Hàng rào để ở đây. Ủa cái này không phải hàng rào. Lộn rồi, làm một cái railing đi. Railing. Ủa cái railing đây có nè. Trời đất ơi, tốn tiền tốn cổ tốn bạc thì chứ. Ok, để cái railing đó mình làm thêm cái railing nữa, làm thêm cái nữa anh em biết không, tại sao làm thêm cái nữa không, để chữa cái khúc này nữa nè. Cái thang số 8. Ok đó. À không, tôi phải leo lên bên đây luôn.
Ghê chưa, anh em thấy tôi thông minh chưa? Đỉnh của đảng liền. Ráp thêm cái nữa. Mà phải cái đáy thiếu cái này nữa hả? Hết đồ ăn luôn rồi, what the fuck? Hết đồ ăn rồi, hết đồ ăn rồi. Nãy giờ mới để ý đồ ăn, cái cam của tao đâu? Cái cam của tao đâu? Bị che luôn rồi. Không còn thịt thà gì hả? Ờ, còn trăm mấy đây nè. Mình lấy cái kham cái nè. Hồi nãy mình có lượm một cái rớt trắng cho nên nó cho mình cái cam. Cam file. Ok, xong. Thiếu một cái selling đúng không? Cái selling. Xong, như vậy là cái nhà mình xong rồi đó anh em. Làm thêm mấy một cái villa nữa hay không ta, để tôi thử. Nếu mà cái thẩm mỹ của cái fancy mà tôi trồng lên đó mà nó đẹp đó, thì tôi sẽ làm, còn không thì thôi. Đấy là khó chịu rồi ta. Nó sao nó bị lọt ta, cái nhìn nó bị lọt đó ha. Ok bà đi, tôi xóa nó sao. Tôi thiết nghĩ anh em không biết là anh em chọn cái vật liệu gì ở trên đây ta. Gỗ hả? Nếu mà tôi thử thử thay gỗ ra nó như thế nào. Gỗ nó đẹp hơn không? Wood. Cái này gỗ đẹp không ta? Gỗ đẹp hay xịt ton đẹp? Thử tôi đổi vài miếng nữa nha. Tôi thử cái này coi, tôi thử cái Adobe coi, cái nào đẹp anh em, cái nào hợp. Tôi chủ yếu là hợp thôi. Wood, 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 tôi chủ yếu là hợp thôi. Tôi thiết nghĩ là chơi gỗ đi, tại vì bên 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 cái nhà tôi đang thiếu kiểu như cái vật liệu gỗ á, không phải là tôi thiếu gỗ mà là thiếu cái gì đó, nó hơi mang hơi hướng gỗ á, hiểu không? Cho nên là nhà tôi ít gỗ, tôi muốn chơi là ba loại vật liệu luôn cho nó chất. Rồi rồi, biết tao đó, tôi biết mày đói bụng rồi, cứ từ từ. Cái này tôi đặt sai nè, đáng lẽ là cái gỗ nó phải quay ra nhưng mà tại sao tôi đặt quay vô, mày chết chứ. Được rồi đó. Ê, hết hết hết. Lấy miếng gỗ nữa đi. Ok. À, thấy nó đỡ hả anh em? Bên đây tôi cũng sẽ xây như thế này nè, xây chìa ra một tí. Tôi thử cái fancy của tôi coi đẹp không? Cái fancy nó nằm ở đây đúng không? Như thế này. Đó đó, tôi đang cần vậy đó, tôi đang cần vậy đó, thứ tôi đang cần là vậy đó. Fan, fan fan gỗ đi. Ba hả? Ba, ba nhân ba chín, ráp 10.
Ok. Tôi đang cần một cái trap, trap đo. Đo. Đo mà theo kiểu như là frame frame mà đo đo trần đó. Cái này nè. Cái đo này bằng đá đi. Đo frame. Cái đó tên là gì quên mẹ rồi. Hát. Hát. Ok, đủ 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 được 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 được. À, để đây. Ê, như vậy là chúng ta đã xong cái nhà rồi. Vui quá anh em à. Hơi bị vui luôn đấy. Đó, tôi cần như thế, tôi đang cần như thế đó. Cái này hả? Cái này để đây. Cái gì tôi bay lên cao được một tí nữa. Tôi cần shell link. Lắp khoảng chừng 3 cái nữa hả? Thiếu gì nữa đây trời? Thiếu gỗ. Tôi ra tôi chặt cây gỗ là được. Ok, ráng thôi, ráng thôi. Tôi đang nãy giờ tôi đang tập trung không nên nói chuyện hơi nhạt hơi thông cảm. Chứ bình thường tôi cũng nhạt rồi. Bỏ vô đây và sell link cái nữa. Ok, tạm thời để bên đây trước đi. Rồi và bây giờ mình chỉ cần lắp cái này nó thôi là ok, là mọi thứ đều đẹp hết. Lắp cho mình ở đây một cái như thế này. Chỉ chưa, chỉ chưa. Rồi. Cái này thì để lắp sau nha anh em. Còn cái này thì tôi cần như thế này. Cái này còn một cái xe linh rất là đủ nhưng mà không sao, cứ để đó đi. Ôi ôi cái nhà của tôi, nhà tôi đây sao sao mà đẹp dữ thần ôm vậy. Hai cái này cái trụ chính mà không biết là tôi nó có nên làm cái pilat không nữa. Cái pilat nó đẹp hơn hay cái fan nó đẹp hơn ta, để tôi thử nha. Một cái ceiling ở đây nó đi. Pilat đúng không? Pilat tôi chơi pilat. Pilat này đi. Bỏ vô tôi làm cái một cái pilat này nè, coi coi như thế nào nha. Tôi thử nha. Bây giờ tôi có silica rồi, tôi không sợ silica chứ. Rồi ok, tôi thử làm cái pilot coi. Pilot này nè, số 5. Pilot này đâu? Tôi sao nó không ăn nhậu gì vô đây hết rồi vậy? Thử coi. Ui, pilot nhiều què vậy. Ở thôi thôi thôi. Thôi làm ơn, pilot option nữa hả? Lên. Cái này là cái gì ta? Update. Ui, what the fuck? Adu, cái này đẹp nè. What the fuck là sao tôi edit không được? Ấy,
Ấy, sao sao hỏi rồi bắt điểm nó ở đâu trời? À đây nè. Tự nhiên nhà có ý cọc sẵn đéo ai còn sao xó nó thôi kệ nó đi thôi kệ tôi làm cái tôi làm cho xong cái cửa của tôi cái đã tính nó sao cái hài cốt thiệt chứ cái đò hài cốt thì chứ anh em thôi còn sao xóa nó đây để tôi tìm cách tôi xóa nó sao đi bây giờ tôi cũng quải quá rồi ok ui cái nhà thấy không anh em tôi nói ủa ủa còn ba cái nữa hả trời ơi nãy giờ không nói rồi lỡ xây cái này đâu quần què gì vậy rồi sao bắt không phải cái đấy rồi sao leo lên đường nào ở giờ còn chỗ nào đâu leo xây bính kích mã rồi leo bên hông được không leo bên hông thì được đó leo bên hông đi làm thêm hai cái nữa ít nhất là hai ba cái nữa má khổ ghê không quá cỏ vô làm thêm được có một cái nữa hả làm cái ăn ăn uống gì trời rồi đó từ từ tôi đang tìm cách tôi đang tìm cách anh em cứ bình tĩnh anh em cứ bình tĩnh tôi đang tìm cách lên trển thôi bó tay rồi anh em ơi tôi bó tay với cái này luôn á thôi cài mẹ đi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Và đừng quên để lại một like, share giúp cho mình tạo động lực làm tiếp những cái tập sau của Out Survival Evil Crystal Isle nha anh em. Ok, bye bye. Anh em đừng quên tạo động lực cho tôi để tôi có thể làm tiếp ARK nha anh em. Bằng cách like đơn giản thôi, like, share, nhiêu đó subscribe thôi. Là đủ rồi. Nha anh em, bye bye.